Chào các bạn. Theo yêu cầu của một số bạn, hôm nay tôi tạm ngưng cái phần mà mô phỏng hoạt động của khung co 25. Hôm nay tôi sẽ làm bài hướng dẫn các bạn bài chạy dao hóc khuất. Chạy dao chữ T hóc khuất. Theo yêu cầu của một số bạn nha bạn. Thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là đã chuẩn bị sẵn cho một cái hình có góc khuất. Đây các bạn coi. Đây, có hóc khuất trong đây các bạn. Cái hóc này nó khuất. Và ta chạy dao trong góc này. Rồi, ta tiến hành thôi các bạn. Ta cũng sử dụng lệnh RO trong 5S nha các bạn. Để các bạn làm theo tôi nha. Chọn, mình chọn là lệnh này các bạn. Chọn cái dao chạy giữa hai cái mặt các bạn. Rồi mình chọn cái mặt thứ nhất. Kết thúc tôi chọn các bạn. Rồi mình chọn mặt thứ hai. Rồi kết thúc. Đây. Đó là công đoạn chọn mặt. Rồi công đoạn. Ở đây là cái để tôi làm cho các bạn coi. Mình chọn đây là một. Thì có dự khác biệt gì nha các bạn. Tôi chọn ở đây là chữ giác chạy ra từng rồi đây vẫn chọn qua chục rồi. Rồi những cái này thì chỉ dùng để kiểm tra thôi các bạn, kiểm tra cái cán dao mình có cọ với được thôi không á. Nếu mình chọn đây thì nó sẽ bắt buộc mình làm hết những cái vấn đề trong đây, còn phải không chọn thì nó không quan tâm đến. Rồi ở đây cũng vậy, ở đây là cái hướng thoát dao các bạn. Thì mình chọn hai cái chân đó. Rồi mình chọn cách thoát dao là đây. Cách vào dao, thoát dao, ok. Rồi tôi không chỉnh dưới đây cách cho các bạn coi nha. Nó có điều gì xảy ra. Rồi, cái này xong. Ở đây mình vẫn chọn, cũng chọn giống như bên ngoài nha các bạn. Rồi. Ok. Ở đây chưa dùng dao các bạn. Ở đây mình chọn dao T này. Dao chữ T này các bạn. Ok. Và trong mình còn thiếu cái gì đó chưa chọn. À, mình chỗ cái mặt để chạy nữa các bạn. Rồi ok, rồi chúng ta có chạy. Đấy. Đây là hình chạy thứ nhất. Tôi chưa chỉnh lại trong đây. Để tôi chỉnh lại trong đây. Bỏ chọn thôi để cho bạn dễ thấy thôi chứ không có gì hết. Nó chạy một lớp đó các bạn,
và cái giới hạn của nó là tại tôi cho vì là chạy chích chắc cho nên nó chạy qua chạy lại liên tục nha các bạn, nó không chạy một vòng tròn nhất định, vòng tròn theo một hướng mà nó chạy qua chạy lại chích chắc. Đó, các bạn coi. Đây là cách, đây là một cái lựa chọn đầu tiên của tôi. Đây tôi coi cho các bạn coi lại nha. Đây ở cái tab đầu tiên á, thẻ đầu tiên là mình chọn mặt giới hạn trên, chọn mặt giới hạn dưới và chọn cái mặt cái lưng mặt chạy các bạn. Đó. Đây là chọn cái mặt chạy nên mà giới hạn trên và giới hạn dưới. Rồi ở đây tôi chạy dứt dắt và cái độ nhuyễn của nó đây mình chọn đây là đó cái bước chạy các bạn, cái bước giữa bước là một các bạn, còn đây là độ nhuyễn thôi các bạn, độ nhấp nhô của nó, và ở đây này tôi chọn là một, bây giờ tôi chọn là 5 và tôi không chạy zigzag nữa, tôi chạy xoắn luôn các bạn, chạy liên tục. Ok, các bạn sẽ thấy cái gì khác nhé. Cái bước là 5 thì các bạn thấy nó thưa hơn đó nha. Nó có khác một xíu nha các bạn. Rồi. Bây giờ tôi sửa tiếp. Lại sửa lại một cái gì. Còn ở đây chưa chỉ dắt không các bạn, ở đây tôi không chọn cái gì hết, ở đây tôi để nguyên mặc định này, nếu mà tôi để mặc định thì các bạn sẽ thấy được gì. Nó sẽ dở dao lên vô trong phôi các bạn, trong sản phẩm các bạn. Này, rồi tôi sửa thêm một tí xíu nữa. Cái này nó chạy một lớp nè các bạn, bây giờ tôi chạy chắc nhiều lớp các bạn. Tôi muốn chạy nhiều lớp. Tôi muốn chạy nó 3 lớp vậy, mỗi lớp lục đi. Rồi. Tôi chạy 3 lớp rồi. Các bạn thấy 3 lớp không?
Trình sinh này, một lớp là hai lớp này, ba lớp này các bạn. Đó, đang chạy ba lớp, tôi cho đang chạy ba lớp, một lớp nhầm một người. Đó. Đó, hôm nay mình học một cái lệnh mới trong Rồ 50 rồi, nhưng mà nó chạy cho máy 30 thôi các bạn. Đó. Rồi. Như vậy là tôi đã được phần nào cho các bạn rồi đó. Rồi, các bạn cứ nghiên cứu mà làm tiếp nha. Còn có những cái khác hay hơn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong bài sau. Rồi, chào các bạn.